Honda Supra GTR 150 là mẫu xe côn tay đang rất được quan tâm trên thị trường. Chiếc xe này chính xác là dòng xe Winner quen thuộc tại Việt Nam, nhưng tại thị trường Indonesia, nó có cái tên như trên. Phiên bản mới năm 2020 của Supra GTR đã có mặt tại Việt Nam một thời gian, và nó cũng đã có một số nâng cấp đáng giá so với đời trước. Về tổng thể, xe mang đậm phong cách đường phố với thiết kế góc cạnh, đậm tính khí đồng học từ cụm đèn pha, đầu xe đến yếm xe. Lấy cảm hứng từ những chiếc xe phân khối lớn cùng nhà, Honda đã bao phủ lớp sơn cùng các họa tiết tem xe cực ấn tượng. Dòng chữ GTR được in nổi bật và to bản trên yếm xe, nhấn mạnh vào chất thể thao của dòng xe này. Ai cũng biết những dòng xe thể thao nổi tiếng trên thế giới thường có cách đặt tên này. Honda Supra GTR 150 2020 có hai phiên bản. Bản nâng cấp màu đỏ nhám matte red và đen nhám bạc matte silver. Bản tiêu chuẩn màu đỏ spartan red và đen gold black. Hiện tại phiên bản trước mắt chúng ta đây là phiên bản màu đen gold black. Hệ thống cận xe, đèn pha, đèn hậu hay đèn xi nhan tạo ấn tượng bởi vẻ thể thao và năng động. Nếu so sánh với Winner X 2020 tại Việt Nam, thì hệ thống đèn của GTR 150 đem lại cái nhìn trẻ trung cá tính hơn. Một điều nữa, vị trí đèn pha LED thì vẫn giữ nguyên chứ không đem đặt thấp xuống dưới như Winner X mới. Thêm nữa, vì là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, thế nên theo quy định hiện hành thì gắp biển số sẽ được gắn đằng trước như thế này. Dàn chân trên GTR 150 2020 vốn đã cứng cáp từ trước, nay lại được nâng cấp thêm với ti phục có kích thước lớn hơn. Bộ mâm xương cá cùng bộ lớp đều giữ nguyên kích thước, cùng với phanh đĩa đơn và heo dầu Nissin. Nâng cấp nhỏ này cũng giúp xe có độ nhún êm ái hơn khi vận hành. Phần thân của Supra GTR 150 vẫn là những đường nét góc cạnh, tạo cảm giác thân xe nhỏ gọn và linh hoạt. Đuôi xe được vuốt nhọn và cao. Chiều cao yên xe là 780mm, cũng khá phù hợp cho các bạn có chiều cao từ 1m6 trở lên, và dung tích bình xăng là 4,5 lít. Ở phía sau thì đèn hậu có thiết kế đèn xi nhan nằm tách rời đối xứng, được tích hợp với dây chắn bùn thay vì nằm chung với cụm đèn hậu như thế hệ cũ của Winner. Kiểu dáng này cũng khiến cho nhiều khách hàng lo ngại về việc dễ bị va quẹt, dẫn tới hư hỏng không đáng có. Tuy nhiên, nó đem lại cho chiếc xe vẻ thể thao giống như những mẫu xe phân khối lớn. Phần bánh sau thì có thông số khá giống nhau, chỉ khác kích thước lớp là 120 thay vì 90 như bánh trước. Bên cạnh đó thì phần ống xả GTR 150 2020 không có gì thay đổi, vẫn là ngoại hình cứng cáp, tinh tế. Các công tắc đèn cũng không có gì thay đổi, giống như những mẫu xe hiện nay. GTR 150 cũng không có nút bật tắt công tắc đèn pha. Ngoài ra, có một vài điểm mới. Nó đã được nâng cấp trên chiếc Supra GTR 150 so với thế hệ cũ. Đầu tiên là cụm đồng hồ đã được nâng cấp thành dạng Full LCD, thay vì vừa LCD vừa kim như bản cũ, và có thiết kế khá giống với người anh em Sonic. Nếu so với dòng Winner X hiện tại, thì cụm đồng hồ này có phần kém hiện đại hơn. Tuy nhiên, nó vẫn hiển thị đầy đủ những thông số cần thiết. Thay đổi thứ hai là về động cơ. Chiếc xe nhập khẩu này sở hữu khối động cơ có thông số kỹ thuật khá giống với hai mẫu xe Winner tại Việt Nam. Về dung tích xi lanh, đương kính hay là cả hành trình piston. Tuy nhiên, Honda Indonesia đã có tinh chỉnh một chút về ECU của động cơ, giúp chiếc Supra GTR có sức mạnh nhỉnh hơn gần 1 mã lực. Cụ thể, động cơ của chiếc xe này là động cơ 149cc, xi lanh đơn, cam đôi DOHC, phun xăng điện tử. Xe cho công suất tối đa 16,3 mã lực tại 9.000 vòng trên 1 phút. Mô men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng trên 1 phút. Đi kèm với đó là hộp số 6 cấp tốc độ tối đa mà xe đạt được là 140 km/h. Nó được đánh giá là có thể khởi động và tăng tốc êm ái. Honda Supra GTR 150 2020 được nhập khẩu tư nhân từ Indonesia về Việt Nam với giá bán khoảng 56 triệu đồng. So với Winner X tại Việt Nam, mẫu xe này có giá bán đắt hơn từ 7 đến 9 triệu đồng.